làm thế nào để người ta quay lại mua hàng nhiều lần. Nhờ vài cái nó rất là đơn giản, dễ áp dụng luôn cho doanh nghiệp nhỏ. Thế cái việc mua lại ấy, đây là cái khó này. Cái này liên quan đến cái yếu tố đầu tiên là yếu tố sản phẩm của mình phải tốt. Nếu sản phẩm của mình không tốt thì không đỡ được. Tức là chất lượng. Tôi không có chiến lược hay chiêu trò nào cho các đồng chí để có đông doanh thu, đông khách hàng nếu sản phẩm tệ. Vì như thế mắc chắc chắn chỉ có đi lừa. Ở đây có ai kinh doanh mỹ phẩm online không nhỉ? Ai? À, thế à? Thế thì 5 năm nay nó có một cái mốt boss mỹ phẩm. Một thím chỉ cần 5-700 triệu. Chỉ cần thế thôi. Tìm đến một nhà gia công mỹ phẩm, có thể ở Việt Nam, có thể ở Guangzhou, đúng không? Và đặt hàng 1.000 tuýp sữa rửa mặt, 1.000 hũ kem đêm, cái gì đấy, gắn thương hiệu Mr. Hoa vào, nó làm cho hết. Xong nhập về, tiểu ngày chính ngày tôi không biết, đúng không? Xin visa lưu hành. Có đầy thằng nó trả thèm visa lưu hành. Bán online mà. Nó úp sọt vài nghìn cái cho nó phắn. Nên là cái việc đấy quá dễ dàng. Nên là 5 năm nay hàng nghìn những thương hiệu mỹ phẩm được phòi ra. Và ai cần gia công thương hiệu mỹ phẩm tên chính bạn luôn. Hoặc đặt tên chó, tên mèo nhà bạn yêu cầu tôi tìm nhá. Trong học viên này cũng đông lắm. Nhà máy gia công ấy. Và cái điều hệ lụy là nó làm cho thị trường mỹ phẩm nó đang loạn. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm. Cái lõi nó giống hệt nhau. Đấy. Và các ông ấy đặt hàng là 20.000. Về các ông ấy tự đưa ra giá bán là 100. Xong ông ấy xây dựng một cái bảng. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Khoảng độ 60%. Thế rồi trừ đầu trừ đuôi ông ấy kiếm 15-20%. Nên là nó tạo ra vô số những thương hiệu mỹ phẩm khiến cái thị trường mỹ phẩm chả ai biết giả thật thế nào. Và đặc biệt mọi người tận dụng các mối quan hệ online để mọi người bán ấy, thì phần lớn là bằng chèo kéo, bằng cà nẻ thì mọi người khiến người ta mua được lần đầu. Đúng không? Nhưng mua lần hai lại là chuyện khác nhé. Nên tất cả các bạn đang kinh doanh, tôi cho các bạn một cái chỉ số để các bạn tự đánh giá cái chất lượng sản phẩm của mình. Nếu các bạn bán hàng mà khi người ta hết cái vòng đời sản phẩm mà người ta dùng lại ấy, nếu các bạn không đạt được 30%, ít nhất người ta tự nguyện dùng lại, thì có nghĩa là sản phẩm của bạn chất lượng là dấu hỏi. Một cái điều nữa cũng cần phải lưu ý để tránh cãi nhau. Rất nhiều sản phẩm chất lượng tốt nhưng mà giá trên trời thì người ta cũng không quay lại mua. Cho dù bạn vẫn thuyết minh chất lượng rất tốt. Tôi lấy ví dụ rất nhiều chị bán mỹ phẩm, sữa rửa mặt khỉ ba gì tôi chưa biết, mấy trăm nghìn một cái tuýp sữa rửa mặt. Trong khi ra siêu thị, Hazeline, Biore, toàn hàng xịn chưa? Hàng chính hãng chưa? Có mấy xị? Đúng không? Lý do gì mà mấy kem trộn được các ông bán mấy lít ấy? Các ông cứ bảo là công thức gia truyền đời đầu mới trở đời cuối. Đúng không? Nhưng về cơ bản là chất lượng tốt nhưng mà giá trên trời. Nên là phải xem lại cái chất lượng sản phẩm nhé. Và nếu chúng ta là chỉ đơn giản là bên thương mại, tức là mình mua qua bán lại, thì khó. Nên tìm những sản phẩm mà thẩm định chất lượng tốt để mình bán.
Nhưng nếu chúng ta có tham gia được vào chuỗi chu trình sản xuất thì tôi đề nghị phải thường xuyên đầu tư để nâng cấp sản phẩm cho nó tốt hơn, chất lượng cao hơn. À, thì mới bền lâu được. Tức là 10 khách hàng mua ít nhất phải có 3 ông mua lại. Và nếu có ít được 3 ông mua lại mà muốn công việc phát triển thì duy nhất chỉ còn mỗi một cách, đây là vãi đạn ra quảng cáo. Để tìm khách hàng mới gì nữa. Đó. Cái chiến lược thứ hai là giả định là sản phẩm tốt, giá thành phù hợp. Thì cái chiến lược thứ hai là cái chiến lược mà mọi người cũng rất là lười, ít dùng. Đấy là chủ động đề nghị người ta mua lại. Chúng ta cứ ngây thơ là chờ người ta hết, người ta tự gọi. Giờ hơi, cái thị trường này nó nhiễu loạn lắm. Chả ai tự gọi các bạn đâu. Bạn phải chủ động đề nghị. Đúng không? Ví dụ ông lắp máy lọc nước RO, ông biết thừa 6 cái lõi đấy. Cái lõi nào phải thay đầu tiên? Thế thì trước khi đến cái kỳ, ông phải gọi người ta nhé. Em là A đây, 5 tháng trước em lắp cho anh chị cái này, 1 tháng nữa là cái lõi này phải thay rồi. Em lo lắng các bác kinh doanh nhiều việc, nên là em gọi đến xem là nếu bác chưa thay thì em đến em thay giúp. Em chỉ lấy tiền lõi thôi, còn tiền công em miễn phí. Ví dụ thế này ạ. Ừ mày được, tao mày không nhắc tao nhớ quên. Bởi vì nếu mình không chủ động làm việc đấy thì một cái ngày nào đấy tình cờ có một thằng RO khác, nó sắp cái này đến hạn rồi lại không thay nhỉ? Đúng không? Thế em đấy nó chủ động, nó thay, sau nó tiếp cận, sau nó thấy người ta, nó tư vấn người ta mua thêm một cái loại RO mới. Ok chưa? Xong 7 tháng sau ông gọi lại, sao mày mất hút đâu ấy? Hôm nọ tao vừa mua, sao bác không mua của em? Sao mày không gọi cho tao? Đúng không? Nhiều ông rất ngây thơ. Khó khăn lắm mới có một khách hàng thì phải bám diệt lấy họ để tìm cái cơ hội bán tiếp và quay lại. Thì chúng ta cứ ngồi đấy thờ ơ.